Sau 4 lần phải hoãn do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày mai 30 tháng 8, hơn 53.000 thí sinh sẽ tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại 4 địa điểm là Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Bến Tre và An Giang. Kỳ thi năm nay được tổ chức trong tình hình mới, vì thế mục tiêu cao nhất được ban tổ chức đưa ra là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thí sinh và cán bộ làm công tác coi thi. Với gần 2.300 thí sinh dự thi, Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh là một trong số 30 hội đồng thi tại Thành phố Hồ Chí Minh trong đợt thi lần này. Hiện trường đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng để đón thí sinh và phụ huynh vào ngày mai. Đại diện nhà trường cho biết, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi này, trường đã huy động hàng trăm cán bộ, giảng viên và sinh viên tình nguyện tham gia công tác coi thi cũng như hướng dẫn thí sinh từ bên ngoài. Các yêu cầu về y tế đã được quán triệt nghiêm túc. Thì các cái khâu mà kiểm duyệt về cái y tế thì nhà trường cũng có cái sự phối hợp với bên cơ quan y tế, rồi huy động các lực lượng và các cái biện pháp để mà từ cái khử khuẩn cho đến đo nhiệt độ và chuẩn bị một cái số lượng khẩu trang, cũng để có thể những trường hợp các em mà quên thì nhà trường cũng có cái hỗ trợ miễn phí cho các em. Sau khi tiếp tục rời lịch thi vào ngày 16 tháng 8 vừa qua, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh đã chuẩn bị sẵn hai kịch bản. Nếu đến ngày 30 tháng 8, tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp, kỳ thi sẽ được rời thêm. Trong tình huống xấu nhất, phương án cuối cùng là hủy. Tuy nhiên, phải tính toán làm sao để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh và việc tuyển sinh của các trường. Bởi sau nhiều lần rời, dù bị động nhưng các đơn vị đăng ký sử dụng kết quả đánh giá năng lực vẫn dành số chỉ tiêu nhất định cho phương án này. Trong những năm sắp tới thì cái việc tự chủ tuyển sinh của các trường đại học, trong đó có đánh giá năng lực là một cái phương thức rất là linh hoạt. Thứ hai đó là bảo vệ cái thí sinh tiềm năng đã đăng ký vào trường theo cái phương thức 4 là đánh giá năng lực. Vì vậy chúng tôi đành phải chờ. Đến bây giờ thì mọi công tác, ví dụ như là đề thi, ví dụ như là phòng thi, ví dụ như là cán bộ coi thi, quy trình, quy định để mà đảm bảo cái kỳ thi an toàn là đã được thực hiện. Và đặc biệt năm nay là những cái vấn đề về khai báo y tế của thí sinh, những cái vấn đề về đo thân nhiệt cũng như là sát khuẩn cho thí sinh, những cái vấn đề về bảo đảm là tránh tụ tập đông người tại các điểm thi đã được Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với cả các đơn vị chức năng thực hiện một cách rất là chủ đạo. Dù đã được yêu cầu khai báo y tế online, nhưng để đảm bảo an toàn, các thí sinh sẽ tiếp tục thực hiện khai báo y tế trên giấy trước thời gian làm bài. Những thí sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở trong thời gian thi sẽ không tiếp tục làm bài và được cán bộ y tế đưa đến khu vực riêng để theo dõi và phối hợp với cơ quan y tế địa phương để xử lý theo hướng dẫn của Bộ Y tế.